khuyến mãi cực khủng mọi người. iPhone 12 Pro Max bây giờ giá chỉ cơ bằng là 128GB thôi nha, là phiên bản 256GB. Hôm nay em sẽ giảm cho người là 500k nè, cộng thêm cục sạc là sạc không dây MagSafe nè mọi người không. Để em sẽ thử cho mọi người xem nha. Giá hôm nay bên em bán cho người chỉ có là 14.700.000 thôi mọi người không. Đây đó, 14.700.000 iPhone 12 Pro Max 256GB, giá coi như là bằng 128GB rồi mọi người. Em về được có mấy con thôi nha. Nói chung thì lâu lâu làm chương trình khuyến mãi cho mọi người. Đây, bây giờ sẽ quay chi tiết máy cho mọi người xem nha. Đây sẽ là một con 12 Pro Max phiên bản của Mỹ rồi. Và đây sẽ là phiên bản quốc tế nha. Đây, quốc tế nè, khóa mạng nè. Không giới hạn SIM là bản quốc tế nè. Dung lượng là 256GB, mọi người không? Đây là LA của Mỹ nè. Đó, pin thì tầm 8 bit thôi. Như là 84, 85, 86, 87, 88. Con này pin 88 nè. Đó, ngoại hình thì cũng còn khá là ok. Đây. Đó. Lâu lâu làm chương trình khuyến mãi cho mọi người, vừa giảm xuống là 500k. Hôm bữa em bán cho người là 15.200 phải không, cách đây có 2 ngày à. Đó, hôm nay em sẽ giảm chương trình khuyến mãi nè, giảm xuống 500k cộng thêm cục sạc MagSafe nữa. Đó, đây 12 Pro Max, giá này quá tốt mọi người. 14.700.000 nha anh Tuấn Anh đây, chỉ có 14.700.000 thôi. Đây, nói chung thì ngoại hình tầm khoảng 7.8 nha, cũng có chấm li ti ti nè mọi người không. Đây, cũng có chấm li ti ti nè. Bên em bán là có trả góp không cần cái trước. Đó mọi người không, có phải nhẹ xíu nè. Đó, ok chưa. Này, nhưng mà cái này thì quá ok mọi người. Đó, con này bản Mỹ sẽ có modem 5G. Này, đó, ngoại hình 7.98 nha. Em về được có 3 màu thôi, màu vàng nè. Và đây sẽ là màu xanh nè mọi người. Đây màu xanh nè. Đó, màu xanh. Ok chưa. Và đây sẽ là màu đen. Có được 3 màu không mọi người? Đúng 3 màu thôi nha. Chỉ có riêng là 12 Pro Max 256GB em mới tặng mày sạc mọi người. 12 Pro Max riêng dòng 12 Pro Max 256GB em mới tặng sạc nha. Còn mấy dòng kia thì em không có tặng nha mọi người. Đó, pin 86 á và pin 8X á là em bán là 14.700. Còn pin 91 nè. Pin 90 đến 95% á là cộng thêm 300. Đây, là 15 triệu, con này pin 91 nè. Là từ pin 90 cho đến pin 95% là cộng thêm 300.000. Đó. Cái này pin zin nha. Còn pin 95 đến 100 á là cộng thêm 300.000 nữa. Đó là 14.700. Là pin 8X, còn 15 triệu đúng á là pin 90 cho đến 95, còn pin 100% là 15.300. Đó, ok chưa? Đó, em phân cho người dễ xem nha. Ngoại hình là 9798, mọi chức năng đều hoạt động bình thường và sẽ là máy zin. Bên em bán là có trả góp không cần trả trước luôn, có hu cũ đã mới luôn mọi người. Đây góc gọng. Góc gọng nè không? Đó, X1, X2, đó, zoom nè, 12X, đây là camera selfie. Nói chung là một chức năng sử dụng bình thường nha. Màn hình zin có thu tông mọi người, máy zin hết nha mọi người. Mọi người cứ yên tâm, bên em bao zin cho người chọn đời luôn. Đó, đây là sạc MagSafe của nó nha. Nó sẽ thử một cái nè, đó nó hết nè mọi người. Đó nó hết nè, đó nó hiện lên nè, ok chưa. Đây, mọi người sẽ thấy phần trăm pin bên đây nè. Đó, còn đây là điện thoại. Là sạc không dây mọi người. Đó mọi người chỉ cần bỏ vô nè. Đó, hết lên nè. Thấy chưa? Cầm mấy cục sạc nè, thấy không? Đó, là nó hết 500 nha. Cái này hết 500 mọi người. Sạc này riêu ha anh không, cái này sạc loại thường thôi. Bên em bán linh kiện là một mọi người. Con này thì em mua khoảng 200 mấy á, coi như là cái máy này em giảm xuống á là gần 700 mấy nghìn. 256 của em giảm xuống là 700 mấy nghìn. Đó. Là lâu làm chương trình khuyến mãi cho mọi người. Này, cái này mua là hết 200 mấy rồi nè. Đó. Và hôm nay em sẽ giảm cho người là 500.000 nữa. Từ 15.200 giảm xuống 500.000 là còn 14.700. Đúng không mọi người? Đó là coi như giảm hết 700 mấy rồi. Đây. Đó, giảm hết 700 mấy rồi mọi người. À, có bán sạc lẻ không? Dạ không rồi. Cái này thì em không bán sạc lẻ mọi người. 11 Pro Max bù bao nhiêu anh hả? 11 Pro Max thì hiện tại thì em sẽ thu mình khoảng, nói chung thì định giá mà online thật sự rất là khó mọi người. Nhiều lúc cầm cái máy qua mà em báo giá cao phải không, mọi người cầm máy qua là định giá lại á, nhiều lúc mọi người bị hụt hẫng nên em đa số á là định giá cầm qua cửa hàng không rồi, không có định giá online được nên mọi người thông cảm nha. Mua có tặng dây sạc với củ sạc không vậy anh? Bên em có tặng sạc thường nha anh Điện Lạnh đây, bên sẽ tặng cho mọi người sạc thường, còn mọi người muốn đổi sạc nhanh ốp lưng với tai nghe thì nó cộng thêm 300 mấy đó. Đây. Ok chưa?
giảm 128 GB, 128 GB mấy em chưa được nhập giá tốt hơn mọi người. Nhập giá tốt hơn thì em cũng muốn giảm cho người. Nói chung thì giá cũ thì em nhập được cái lô này giá rẻ, em sẽ làm chương trình khuyến mãi cho mọi người luôn. Đó. Facebook Ngọc Trưng hả? Chị Phạm Trang chị nhắn tin giúp em nha, để em giải quyết cho nó dễ. Rồi, 14.700 là pin 8 bit mọi người. Ngoại hình 9798 nha, nó có chấm li ti li ti nè. Đó mọi người thấy không? 14.700 thôi. Cái này là 256 GB mọi người. 12 Pro Max 256 GB. Đó, 7 Mỹ nha. 12 Pro Max 256 GB 7 Mỹ. 14.700 là pin 8 bit. Đó. Con này pin 86 nè, thấy không? Này pin zin nha, máy zin hết mọi người. Giá này thì quá ok luôn. Gần giá này coi như là bằng 128 GB rồi. Em giảm con này thấp xuống á, là 700 mấy mọi người. Nói chung thì nhập được giá tốt thì em bán cho mọi người giá tốt luôn. Và làm thêm chương trình khuyến mãi cho người là tặng thêm sạc, sạc không dây MagSafe. Đó. Này. Mình được không? Bỏ vô cái nó hết liền. Đó. Này. Mọi người vậy nè, phải không? Đây. Bỏ vô cái nào. Đó, nó hết nè. Em cầm ra cho người xem. Đó, hết rất là chắc chắn nha. Không? Cầm có hai ngón thôi. Đó. Đây. Ok nha mọi người. 256 GB, 14 thì hiện tại em chưa có hàng nha. Còn con S21 Ultra 5G Ken không lỗi lầm không anh. S21 Ultra còn ngoại hình 9798 anh ơi. 7 Mỹ thì 128 GB. Và giá bán là 8 triệu 350. Đó. 8 triệu 350, 8 triệu 450 có hai loại. Rồi. Có trả góp không cần cái trước là có hô cụ đỡ mới. Mọi người hô cụ đỡ mới á thì mọi người cầm máy qua bên em giúp em nha. Cầm máy qua giúp em mọi người. Dòng nào cũng hô. Nói chung là dòng hấp thì em bên em không hô mọi người. Có gì không chạm giúp em. Có dung lượng cao hơn không anh? Thì 256 GB là cũng cao lắm rồi mọi người. 256 GB là cũng rất là cao rồi. Đúng không? 12 Pro Max 256 GB. 14.700 coi như gần bằng giá 128 GB. Đó. Ngoại hình 9798. Đây nó bị chấm li ti li ti nè. Sạc có bán không anh? Dạ không có. Cái này em làm chương trình khuyến mãi không rồi. Đây mà không. Nó bị chấm li ti đi đó nè. Đó. Con sao bao vậy nha, ngoại hình 9798 mọi người. Đó, em chỉ làm chương trình khuyến mãi thôi chứ em không bán sạc mọi người ơi. Mọi người thông cảm giúp em nha. Để bữa nào em làm thêm mấy cái dòng mà máy khác sẽ làm chương trình khuyến mãi thường xuyên cho mọi người. Chung giờ này theo em thấy xu hướng là hay làm chương trình khuyến mãi. Thôi thì em cũng làm theo cho mọi người có cho vui. Lớp thì từ 6 cho đến 12 tháng nha anh Mộc Thiết Mộc Miên. 12 Pro thì tầm 11.800. Còn là 12 Pro Max 256 GB 14.700 mọi người. Đó, pin 8 lít. Pin 9 lít thì cộng thêm 300. Pin 100 thì cộng thêm 600. Từ 8 pin 100% là cộng thêm 300 nữa là tổng cộng từ pin 8 lít lên đến 100 là 600. Đó. Đưa trước hay không đưa trước vẫn được nha mọi người. Nhưng mà em thấy mọi người nên đưa trước đi, đưa trước nó dễ duyệt hơn. Nói chung góp thì yêu cầu trên 18 tuổi và không có nợ xấu là góp được, có thẻ căn cước công dân. Đó. Có Samsung Galaxy Z Fold không em? Dạ có nữa, Z Fold 3, Z Fold 4 em có đủ mà. Bên em bảo hành cho người là 3 tháng một đổi một nha. Hồi sáng có lỗi là đổi mọi người, bên em lỗi là đổi nha, không sửa máy. Đó, thường mọi người thấy không? Những con máy mà bên em bán xong phải không? Lỗi là đổi. Lỗi xong á là cái máy em đi sửa, em đi thanh lý lại. Chứ không phải là bán kiểu lắp liếm nha. Bữa nãy có anh kia bình luận vô, anh có mua một cái máy bên em á. Anh có một cái kênh kia đăng là mấy cửa hàng khác lùa gà là bảo hành một đổi một. Ví dụ một cái máy đi, em bán cho mọi người phải không? Bây giờ nó sẽ lỗi âm thanh là sửa trên main, đúng không? Sửa trên main, mọi người đưa cho em đổi có mọi người cái máy khác là máy zin, đúng không? Rồi cái máy sửa âm thanh đó em phải đi sửa xong, em phải đi thanh lý lại với một cái máy á, là không zin. Chứ bây giờ máy sửa rồi mà bán zin sao mà chịu được, đúng không? Đó, em sẽ đi thanh lý lại. Thường mọi người thấy em máy thanh lý nhiều là vậy đó. Thì bây giờ nói chung mình bán á, chắc chắn là phải có lỗi, máy mới cũng có lỗi, máy cũ cũng có lỗi, đúng không? Nhưng mà tỷ lệ lỗi máy mới thì nó ít hơn đó, máy cũ cũng có lỗi thôi. Ok, đó là những cái máy là bên em lỗi là lỗi mọi người, lỗi là lỗi nha. Nói chung thì lỗi là lỗi, nhiều lúc nó cũng hai bên nó cũng đi ok hơn, mọi người cũng có máy xài đó. Nhưng mà mọi người nếu mà ví dụ mà mọi người qua đổi á, bảo hành á, em không có máy liền mà ngồi chăm sinh đến 1 đến 2 ngày để em tìm máy khác đổi cho mọi người. Chứ mọi người vừa đúc cái máy vô mà em có máy em cũng đổi liền luôn, còn không có thì chăm sinh 1 2 ngày thôi mà cho mọi người mượn cái máy khác mọi người xài
đó, 1 2 1 2 ngàn có máy em thôi, em gọi mọi người qua đổi máy. Màu gold có pin 9 nít không anh? Có cây nè, pin 91 nè, đây 15 triệu pin 9 nít, pin 91 pin zin luôn. Em giờ được có mấy cây thôi mà giá tốt, thì sẵn đây làm chương trình khuyến mãi cho mọi người. Đây 256 GB pin 9 nít không? Cái này phải quay là phải chùi, không chùi là nhìn nó xấu lắm. Nói chung ngoại hình 9798 thì có phải nhẹ, có cứng nhẹ nhưng mà chấp nhận được, chấp nhận được mọi người, chứ không phải là xấu tệ đó. Còn đây màu xanh tặng thêm cục sạc massive nha, này không ghi vô sạc liền không đó, em cầm có 2 ngón thôi, hết cứ rồi mà hết hết kích là mạnh luôn. Này màu xanh, bên shop có bán trả góp không? Dạ có mọi người, góp là phải trực tiếp cửa hàng nha, không làm hồ sơ trả góp online được, có ai nhắn tin trả góp online là lừa đảo mọi người. Cây màu xanh đen bao nhiêu anh hả? Màu xanh với màu đen thì đồng giá luôn mọi người, cũng là 14 triệu 700, 14 triệu 700 đó, 14 triệu 700. IFMAX 26 ghi 7 triệu 8, em 12 Pro 128 GB pin 86 còn bảo hành ạ. Là sao em không hiểu lắm. Đây 12 Pro Max 256 GB 14 triệu 700 nha. Đây là phiên bản 256 GB rồi. Mọi người đừng có nhầm là 128 GB nha. Dung lượng là 256 GB 14 triệu 700 thôi. Đó. 14 triệu 700 mọi người trả góp thì em nghĩ là mọi người trả trước 700.000. Trả trước 700.000 thôi, ok mọi người. Góp từ 6 cho đến 12 tháng. Đó, 14 triệu 700 là pin 8X ngoại hình 9798. Đồng giá đồng màu nha, màu nào cũng vậy hết mọi người. Đó, màu nào cũng vậy hết. Em không có phân màu. Nhập được giá rẻ thì bán giá rẻ, sẵn đi làm chương trình khuyến mãi là tặng thêm một cục sạc mắt xét. Đây. Cục sạc mắt xét là hết chưa? Thấy không? Ok chưa? Đó, hiện sạc liền nè. Ok. Máy này chép power tool là xanh hết nha mọi người. Em chép thử một cái máy power tool cho người xem nha. Đây. Người xem. Em ghim lên cái mọi người. Email nè. 55832. Đó. Mọi người thấy không? 55832. Đây. 55832. Thì chết bao thua là chết vậy nè mọi người. Đó không? Nó xanh hết nè. Đây. Ok chưa? Đó. 12 Pro Max 256 GB. Mọi người thấy không? Ở đây pin 87 nè. Nhưng mà trong máy thì pin có 86 rồi. Cái này thì mọi người vẫn nâng được, nhưng mà thôi, em nhập sao thì để vậy mọi người, chứ không có nâng. Đó. Nhập sao bán vậy cho nó nhanh. Tại vì em cũng không có thời gian để làm cái chuyện mình kích pin này nọ mọi người. Bây giờ pin 8X thì bán cũng đồng giá thôi, mình lên lên chi mọi người, đúng không? Đó. Trong góp một máy màu gì mọi người góp qua trực tiếp cửa hàng nha. Đó, chỉ riêng dòng 12 Pro Max là được giảm và được tặng sạc mắt xếp mọi người. Mấy dòng kia thì em chưa nhập được giá tốt nên em cứ nên giá cũ. Bây giờ ví dụ đây em nhập được giá nhập được rẻ hơn 1 triệu, em cũng phải bán giá giảm hơn mọi người 1 triệu nữa. Em đúng số tiền của em lời là được. Để lấy. Chứ không bán giá cao hay giá thấp mọi người. Không bị chấm đây nè. 9798 nhưng mà con này ok mọi người. Ok nha. Em muốn lên đời 12 Pro, lên 12 Pro Max headphone bao nhiêu anh? Nói chung anh Lâm Trường ơi, mọi người qua, mọi người cầm máy qua bên em mới định giá được, bên em không định giá online, mọi người thông cảm giúp em nha. Nếu 12 Pro thì máy đẹp chắc khoảng được 10 triệu mấy, còn máy xấu thì chắc khoảng được 9 triệu mấy à. Em nói xem vậy thôi. Em nói cho mọi người hai giá cho người có tinh thần trước. Rồi, bên em bảo hành cho người là 3 tháng 101, lỗi là đổi không sửa máy nè. Hỗ trợ trả góp không cần trả trước nè. Ship khó toàn quốc cho kiểm tra hàng, cứ thanh toán nha. Rồi, mọi người lưu ý nè. Số Hà Quốc Minh, số mọi người lưu ý giúp em nha. Em chỉ sử dụng một số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh. Mọi người không, Hà Quốc Minh nè. Vietcombank 97 168 5 con số 9 nha. Đó, mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo.
Địa chỉ là 43 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 077 469 683 06068 774 0703 7474 14 nha. Rồi, chắc em offline mà ngồi đi ăn cơm cái nó bụng quá. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của em. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ, buổi trưa vui vẻ nha mọi người. Bye bye.